con trai tôi là nó bị bệnh động kinh, nói thiệt là nó yếu sinh lý. Con có gây lộn với vợ không? Nó buồn vợ nó. Vợ sao buồn? Nó yếu sinh lý vậy, vợ chồng yêu sao? Cũng yếu sinh lý. Yếu sao? Yếu sinh lý. Yếu lý hả? Mà nó bị bệnh động kinh nữa. Đời nó rồi, mang chưa? Thuốc theo. Mà con có lỗi chia sẻ giùm mọi người. Đâu như tôi, đâu như con tôi vợ đó. Dạ con chào chú nha. Dạ vâng, hôm nay chú đến nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì ạ? Vụ việc là vì con tôi là nó mất, nó đi vô Sài Gòn là nó mất tích nay 3 ngày rồi, giờ tôi không biết, giờ tôi cũng nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ để cứu vãn cho con tôi vào đoàn tụ gia đình. Dạ cho con xin phép được hỏi là chú tên là gì ạ? Chú là Nguyễn Minh Đông, sinh năm 1962. Dạ chú quê ở Bình Định ạ? Quê ở thôn Lộc Thuận, xã Nhân Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Dạ và rồi thì con trai của chú tên gì? Nguyễn Minh Thiện. Dạ bỏ đi ngày nào ạ chú? Ngày mùng 6 âm lịch, chiều ngày mùng 6 âm lịch. Dạ sao mà chú biết được đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để chú vào Bình Dương để chú nhờ? Tôi có con cháu nó ở trong Sài Gòn này, nó cũng biết là hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là rất từ thiện để cứu người. Dạ tôi cũng, nó cũng giới thiệu thằng tôi mới từ về đó tôi vô đây để cho rõ mặt cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để tỏ lòng để biết là chính thức là tôi là cha của Nguyễn Minh Thiện, nhờ Nguyễn Thanh Hải cứu giúp cho con tôi. Dạ vâng, thì xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi vụ việc người cha từ Bình Định vào đến Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bà con bác làm ơn chia sẻ giùm, nếu mà bà con thấy đâu điện thoại cho hiệp sĩ Quỳnh Hải 0913785858. Bà con bác làm ơn chia sẻ giùm, nếu mà gặp ủa cái xe hơi này là sao đi bảo đi thêm không có gì? nó mới cứ vợ mà rồi nó buồn vợ nên nó đi vậy. Trước đi có đi cái đem xe hơi rồi đây không? Không có cái xe này có ai? Cái xe đó là cái xe nó chở họ, chở cô dâu chú rể á. Là đi không có, mà không có đem gì theo không? Không, chỉ nó đem nó đem quần áo nó với cái điện thoại. Rồi cái hình đó không? Bà con bác lỗi chia sẻ giùm mọi người, chia sẻ giùm bà con bác lỗi chia sẻ giúp giùm mọi người. Bà con thấy đâu điện thoại cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858. Bà con có cứ bác làm ơn chia sẻ giùm con tôi tội nghiệp. Rồi bà con bác lỗi chia sẻ giùm mọi người. Bà con bây giờ con anh họ tên gì nó lớn lên coi. Con đó là Nguyễn Minh Thiện, sinh năm 1991. Bỏ nhà đi ngày mấy tháng mấy, nói cho rõ. Bỏ đi ngày chiều mùng 6 âm lịch, mà tôi quên cái ngày dương mất rồi. Sáng mùng 7 là có xuống xe điện cho chị nó. Rồi bắt đầu cúp luôn, tới 12 giờ là nó điện lại cho mấy mẹ nó là nó hỏi cái số điện thoại chị nó là kêu con cậu ruột nó là đỡ nó mượn tiền. Vậy cái tôi mò tôi tìm cái số điện thoại tôi đập xong rồi cái là nó điện lên chị nó là chị nó nói là giờ chị đi bán xa rồi chờ 6 giờ chiều rồi chị về rồi em lên chị cho mượn. Vậy cái là bắt đầu từ 1 giờ hơn 1 giờ tới bây giờ là không có liên lạc gì được. Tới chiều chị nó 6 giờ giờ đó nó lên nó không lên, chị nó điện lại cũng không. Từ đó là 1 giờ rưỡi chiều ngày mùng 6 âm lịch tới bây giờ là biệt không có tin có tức gì nữa. Tôi không biết ngày nào vậy, nhờ cháu chị tôi vô đây cũng giờ. Quý chú cứ một tôi không biết ngày nào nữa. Một biển trời mênh mông vậy. Nó không biết ở đâu mà đi tìm con rồi. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm bà coi. Con có gây lộn với vợ không? Nó buồn vợ nó. Vợ sao buồn? Nó yêu sinh lý vậy, vợ chồng. Yêu sao? Cũng nó yêu sinh lý. Yêu sao? Yêu sinh lý. Yêu lý hả? Mà nó bị bệnh động kinh nữa. Đời nó rồi, mang thuốc theo. Để uống. Rồi. Bị động kinh hả? Bị động kinh. Bà con bác làm ơn chia sẻ giùm bà con. Tôi thì bây giờ nói chung là bà con bây giờ vợ mới mất là con cũng tìm con tôi tôi còn muốn cảm ơn gì, cảm ơn quý bà con giúp đỡ cho con tôi.
trước khi con chú đi, chú có nghe nó nói là nó đi xin việc làm không? Có, nó đi xin việc làm là sáng bùng xéo nó bấm lên mạng là cái ông mạng đó, ông nói là vô trong đây làm là có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, một ngày là 400 ngàn, yeah, bưng bơ của cách như đi tiếp thị á. Vậy là tôi hỏi ở đâu, nó nói ở Bình Dương. Vậy là bắt đầu nó đi vô trong đó là có người đón, hỏi có ai đón, nó nói có người đón chắc bán qua Campuchia rồi. Chú giờ chắc trời ơi, chắc bán qua Campuchia là cái gì mà kỳ vậy. Nói chung là còn nếu còn ở Việt Nam thì sẽ bé đó, anh nó liên lạc về nhà, nhưng mà này không liên lạc về nhà thì là tỷ lệ bên Campuchia rơi vào tầm khoảng 90% bà con. Ôi trời, chú thật đâu gì đâu sợ, qua bển nó bán nặng mà đâu gì sợ. Kế ông biết mà tội dữ trời. Đâu giờ nó đâu có đi đâu. Bà con biết làm ơn chia sẻ giùm mọi người. Bà con bé nội chia sẻ giùm mọi người, chia sẻ giùm ổng từ Bình Định vô đây. Cô chơi thôi, cô chơi không đi làm nữa, chưa biết đâu đi làm. Bà con bé thấy hoàn cảnh đau thương quá. Bà con của bác là bà chia sẻ giùm mọi người. Đã từ Bình Định vô đây kiếm là xỉu nãy. Bây giờ tôi bây giờ nói chung là không còn kinh hằng nào mà để giúp dân nữa. Bây giờ nói chung là ở đây là bây giờ có anh em Đạo Sĩ Vinh Hải sẵn sàng giúp mọi lúc mọi nơi. Bà con bắt là bởi chia sẻ giùm, có gì bà con điện thoại cho Đạo Sĩ Vinh Hải 0913785858. Bà con bắt là bởi chia sẻ giùm, chia sẻ giùm bà coi. Nhờ bà con tìm con tôi không biết nói sao. Chú ghi cái này hậu ghi giấy tờ số hậu nó có không, lên Zalo được không? Tí nó mới hỏi. Bà con bắt là bởi chia sẻ giùm mọi người. Bà con cũng bắt là bận chia sẻ, ông từ Bình Định vô. Chú mấy đứa con? Tụi ba đứa mà, cái thằng anh ruột này nay 39 năm, chỗ này 39 năm nữa. Cô chú sao khổ, tôi khổ con chú. Bà con bắt là chú sẻ. Câu hỏi là tại sao anh ruột của em chuyện này là nằm ở một chỗ như nào là chú? Chú có thể nói cho ta. Nó bị sốt tơ liệt, nó nằm một chỗ. Bốn đứa con mà bệnh hai đứa. Thế là hai người con là bị sao chú? Nó bị sốt tơ liệt, cái hầu mới sinh ra chú. Nó là bị bẩm sinh ạ? À? Nó bị bẩm sinh rồi nuôi nó tới nay 39 năm rồi. Dù tiếp đo động kinh chui cho túi phố một trời biến nữa. Giờ tới giờ dày, chú không biết nói làm sao. Bà con bác là bởi chia sẻ giùm mọi người, chia sẻ giùm. Anh mấy đứa con rồi, con mấy đứa con rồi? Dạ, nó có con gì không? Mới cái vợ ông Trăng Chạp đây, chưa có con rồi tiếp. Rồi trà rõ lên cho mọi người họ biết, chứ mọi người họ nói là anh không rõ. Còn bác nói chia sẻ cho mọi người, chia sẻ có gì gặp anh này đâu, điện thoại cho đội hiệp sĩ Vinh Hải 0913785858 ha. Có một số điện thoại nha đó, bà con bác nói chia sẻ cho mọi người đó. Thấy rồi bà ông cha ai mà thấy đó, ông cha làm ơn mấy bà con, cô bác làm ơn chia sẻ giùm mọi người, chia sẻ giùm đó. Không có chừng là tôi còn ấy, tôi biết làm sao đây, trời ơi, trời. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người, chia sẻ giùm. Em chào, khóc quá chừng tôi còn ấy. Tôi vợ, tôi mới mắc tôi khóc. Con ơi, con. Các bà con bắt đầu chia sẻ mọi người, chia sẻ giúp giùm. Chia sẻ giùm mọi người, ai vô nghe điện thoại. Mà con muốn làm ơn chia sẻ giùm mọi người. Giữa cô nghe làm sao bây giờ, giữa ba con ơi, con. Mà con bắt đầu chia sẻ. Chú từ Bình Định, chú đón xe vô hồi ngày nào? Đón xe chiều hôm qua 3 giờ rưỡi. Bà rưỡi vô đến đây mấy giờ, vô Bình Dương mấy giờ? Vô 4 giờ. Nhờ cháu đây nó giúp đỡ, nó chơi đi giùm. Châu tôi có. Ông Cano tôi cũng biết đường nào mà tìm mấy chú hết. Bà con bắt đầu ơn chia sẻ giúp giùm mọi người. Từ Bình Định, chú này ở Bình, anh nàng em này ở Bình Định nha. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người. Đâu biết con tôi giữ, trời. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người. Nếu mà Campuchia rồi,
đâu còn đâu con tôi. Bà con bắt là bởi chia sẻ giùm mọi người. Nếu mà gặp em trai để đâu điện thoại cho đội hiệp sĩ 0913 7858 588. Bà con bắt là bởi chia sẻ giùm. Bà con bắt là bởi chia sẻ giùm mọi người. Chia sẻ giùm nha. Con ơi.